Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Mặc dù mặt đất bên dưới cho chúng ta cảm thấy vững chắc và yên tâm với hầu hết thời gian, nhưng không có gì trong vũ trụ này tồn tại mãi mãi. Một ngày nào đó, mặt trời của chúng ta sẽ chết, đẩy một phần lớn khối lượng của nó ra ngoài không gian, trước khi lõi của nó co lại thành một ngôi sao lùn trắng, và dần dần nó bị rò rỉ nhiệt, cho đến khi nó không còn gì khác hơn là một khối đá chết chóc, lạnh lẽo, sau 1.000 tỷ năm. Nhưng phần còn lại của hệ mặt trời sẽ biến mất từ lâu. Theo các mô phỏng mới, sẽ chỉ mất 100 tỷ năm để bất kỳ hành tinh nào còn lại trượt ra khỏi quỹ đạo, bỏ lại mặt trời đang chết dần ở phía sau. Các nhà thiên văn và vật lý học đã cố gắng giải đáp số phận cuối cùng của hệ mặt trời trong ít nhất hàng trăm năm. Các nhà thiên văn học cho biết hiểu được sự ổn định động lực học lâu dài của hệ mặt trời tạo thành một trong những mục tiêu lâu đời nhất của vật lý thiên văn. Nhưng điều đó phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Số lượng vật thể tham gia vào một hệ động lực tương tác với nhau càng nhiều, thì hệ thống đó càng phát triển phức tạp và càng khó dự đoán. Đây được gọi là vấn đề n-body. Do sự phức tạp này, không thể đưa ra dự đoán xác định về quỹ đạo của các vật thể trong hệ mặt trời trong những khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng 5 đến 10 triệu năm nữa, sự chắc chắn sẽ trở nên khó hơn nữa. Nhưng, nếu chúng ta có thể tìm ra những gì sẽ xảy ra với hệ mặt trời của chúng ta, điều đó sẽ cho chúng ta biết điều gì đó về cách vũ trụ có thể phát triển trên khoảng thời gian lâu hơn nhiều so với tuổi hiện tại là 13,8 tỷ năm. Năm 1999, các nhà thiên văn học dự đoán rằng hệ mặt trời sẽ tan rã từ từ trong khoảng thời gian ít nhất là 1 tỷ tỷ năm nữa. Họ tính toán rằng sẽ mất bao lâu để các cộng hưởng quỹ đạo từ sao Mộc và sao Thổ tách ra khỏi sao Thiên Vương. Tuy nhiên, nghiên cứu của các nhà khoa học mới đây, tính toán này để lại một số ảnh hưởng quan trọng có thể phá vỡ hệ mặt trời sớm hơn. Thứ nhất, về phía mặt trời. Trong khoảng 5 tỷ năm nữa, khi chết đi, mặt trời sẽ phình to thành một sao khổng lồ màu đỏ, nhấn chìm sao Thủy, sao Kim và cả trái đất. Sau đó, nó sẽ phóng ra gần một nửa khối lượng và bị gió sao thổi bay vào không gian và lõi còn lại trở thành sao lùn trắng. Sao lùn trắng còn lại này sẽ chỉ bằng khoảng 54% khối lượng mặt trời hiện tại mà chúng ta đang thấy. Sự mất khối lượng này sẽ làm nới lỏng lực hấp dẫn của mặt trời đối với các hành tinh còn lại, bao gồm sao Hỏa và các khối khí và băng bên ngoài, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Thứ hai, khi hệ mặt trời quay quanh trung tâm thiên hà, các ngôi sao khác sẽ đến đủ gần để làm nhiễu loạn quỹ đạo của các hành tinh khoảng 23 triệu năm một lần. Các nhà nghiên cứu viết, bằng cách tính đến sự mất khối lượng của các ngôi sao và sự lạm phát của quỹ đạo hành tinh bên ngoài, những cuộc chạm trán này sẽ trở nên ảnh hưởng hơn. Nếu có đủ thời gian, một số ngôi sao này sẽ đến đủ gần để làm mất liên kết hoặc gây mất ổn định với các hành tinh còn lại. Với những ảnh hưởng bổ sung này được tính đến trong các tính toán của họ, các nhà khoa học đã chạy 10 mô phỏng vật thể N cho các hành tinh bên ngoài, loại bỏ sao Hỏa để tiết kiệm chi phí tính toán vì ảnh hưởng của nó sẽ không đáng kể. Sử dụng cụm ảo hóa Hofmann 2 được chia sẻ mạnh mẽ. Những mô phỏng này được chia thành hai giai đoạn cho đến khi kết thúc sự mất khối lượng của mặt trời và giai đoạn sau đó. Mặc dù 10 mô phỏng không phải là một mẫu thống kê mạnh, nhưng nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng cứ mỗi lần như vậy đều có một kịch bản tương tự. Sau khi mặt trời hoàn thành quá trình tiến hóa thành sao lùn trắng, các hành tinh bên ngoài có quỹ đạo lớn hơn, nhưng vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, sao Mộc và sao Thổ trở nên cộng hưởng ổn định là 5, 2, tức là cứ 5 lần sao Mộc quay quanh mặt trời, thì sao Thổ quay quanh 2 lần, cộng hưởng cuối cùng đó đã được đề xuất nhiều lần, ít nhất là do chính Isaac Newton. Những quỹ đạo mở rộng này, cũng như các đặc điểm của cộng hưởng hành tinh, làm cho hệ thống dễ bị nhiễu loạn hơn khi đi qua các ngôi sao. Sau 30 tỷ năm, những nhiễu động sao như vậy sẽ làm xáo trộn những quỹ đạo ổn định đó thành những quỹ đạo hỗn loạn, dẫn đến sự mất đi hành tinh một cách nhanh chóng. Ngoại trừ một hành tinh, tất cả những hành tinh sẽ thoát khỏi quỹ đạo của chúng, chạy trốn vào thiên hà như những hành tinh lang thang. Hành tinh cô đơn cuối cùng đó tồn tại trong 50 tỷ năm nữa, nhưng số phận của nó cũng đã được định sẵn.
Tiếp đó, nó cũng bị đánh bật khỏi quỹ đạo bởi ảnh hưởng hấp dẫn của các ngôi sao đi qua. Cuối cùng, 100 tỷ năm sau khi mặt trời biến thành sao lùn trắng, hệ mặt trời không còn tồn tại nữa. Đó là một khung thời gian ngắn hơn đáng kể so với đề xuất vào năm 1999. Và các nhà nghiên cứu lưu ý cẩn thận bởi nó phụ thuộc vào các quan sát hiện tại về môi trường thiên hà của chúng ta và ước tính sự bay của các ngôi sao, cả hai đều có thể thay đổi. Vì vậy đề xuất này không có nghĩa là chắc chắn. Tuy nhiên, ngay cả khi các ước tính về thời gian diễn ra sự sụp đổ của hệ mặt trời có thay đổi, thì nó vẫn còn nhiều tỷ năm nữa. Và khả năng nhân loại tồn tại đủ lâu để có thể thấy nó là rất nhỏ. Phát hiện ngôi sao trẻ nhất mà chúng ta từng biết. Sao neutron được hình thành sau vụ nổ siêu tân tinh, supernova, là quá trình kết thúc vòng đời của một ngôi sao già. Các nhà thiên văn học đã quan sát được vật thể nhiều khả năng là sao neutron. Nó hình thành sau vụ nổ siêu tân tinh được phát hiện lần đầu năm 1987, có tên SN1987A và cách trái đất 170.000 năm ánh sáng. Nếu được xác nhận, đây sẽ là sao neutron trẻ nhất mà nhân loại từng biết đến, với tuổi đời chỉ là 33 năm. Trước đó, kỷ lục sao neutron trẻ nhất thuộc về Cassiopeia A, với 330 tuổi, cách trái đất khoảng 11.000 năm ánh sáng. Để có được dữ liệu về ngôi sao, các nhà nghiên cứu đã phân tích hình ảnh siêu tân tinh SN1987A được chụp bởi giao thoa kế thiên văn Almer tại Chile. Cụ thể, họ tìm thấy một đốm màu sáng bên trong lõi của siêu tân tinh, có thể là đám khí bao phủ sao neutron. Bản thân ngôi sao này rất nhỏ, để phát hiện trực tiếp với khối lượng gấp 1,4 lần mặt trời, nhưng kích thước chỉ 24 km. Các nhà nghiên cứu rất ngạc nhiên khi thấy đốm màu này được tạo ra từ đám bụi trong tàn tích của siêu tân tinh. Họ thắc mắc rằng thứ gì đã làm nóng lớp bụi và khiến nó sáng hơn. Và đó là lý do các nhà nghiên cứu cho rằng có một sao neutron ẩn trong đám bụi ấy. Các lý thuyết cũng cho thấy ngôi sao này cực kỳ sáng, phần lớn nhờ vào nhiệt độ giả định của nó là khoảng 5 triệu độ C. Sẽ mất một thời gian để các chuyên gia xác nhận sự tồn tại của ngôi sao. Lớp bụi xung quanh siêu tân tinh cần tan bớt để các nhà thiên văn học khẳng định ngôi sao siêu trẻ này thực sự tồn tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!